Coi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Coi Lalin. Cô bác ơi, ngày nay thì chúng em tiếp tục là trên con đường là lên nhà anh em Thánh Trì ạ. Và hiện tại là chúng em là đang đi đến đoạn này thì thấy là mây mù là cũng rất là đẹp nên là dừng lại đây và ghi hình cho các bác xem. Đấy, phía bên này là cảm giác là thung lũng ấy, sau đó thì mây là thông thường là sẽ chạy từ bên này này. Đấy, chạy từ bên này là sang bên này các bác ạ. Đấy, bây giờ đang là cái mùa bà con là bắt đầu là cái ruộng nên là cái cảnh ruộng bậc thang rất là đẹp. Vì là ở trên Tây Bắc chúng em là địa hình toàn là đồi núi ấy, cho nên là cái đặc trưng của Tây Bắc đó chính là ruộng bậc thang. Thật sự rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Và ngày hôm nay thì cảm giác như kiểu trời là nó sẽ bắt đầu là ửng nắng rồi. Giờ thì xin mời là các bác là đi cùng chúng em lên trên nhà anh em Thánh Trì ạ. Này, cô bác ơi, bây giờ thì anh em mọi người là bắt đầu dọn cái sân này để chuẩn bị đổ sân. Ngày hôm nay thì anh Tuyển với lại bác Hà là không có lên rồi. Hôm nay là sát cái ngày cưới quá rồi các bác ạ. Nên là anh chị là ở nhà là lo công việc nhà. Ở trên này thì anh em thợ là vẫn tiếp tục làm. Nền bếp là hôm qua đổ là sáng nay ạ? À, hôm qua là đã đổ xong cái nền bếp rồi. Đấy, vừa khen là trời quang mây tạnh xong bây giờ lại mây mù rồi. Rồi là cào hết những cái vữa này ra vì trước là đào vữa ở chỗ này. Hôm nay là anh em mọi người là đã chuyển hết cái máy bê tông về rồi, máy trộn bê tông về. Rồi còn đi làm công trình khác nữa. Nay tí để đào vữa thì sẽ đào bằng tay. Này đang đào chỗ này để làm sân cho nó vuông góc. Giờ là anh Lù với lại anh này sẽ lợp nốt phần mái bếp. Rồi, có ánh nắng rồi các bác. Đây, có gì đâu, đây, lấy một cái. Cho cái thước đâu, cho cái thước vào. Đấy, thước cái nào. Lấy của em cái đây. Cho trong tường đi. Được chưa? Con đừng đứng xa đây quá. Thank you.
cát xây là bên này là còn một tí thôi, bây giờ là sẽ nhấc hết những cái bao cát này ngày trước là kê vào đây để vật liệu, bây giờ là sẽ lấy hết ra để đổ sân. Không phải bỏ cái này ra bên kia đó. Bỏ cái này ra. Thứ nhất là trên này. Đúng không? Bao mục hết rồi. Bao này mỏng lắm, không chắc. Cái sút luôn. Cái trộn luôn đây. Mà nạo giải đây rồi. Đo chỗ này nữa. Đo từ đây ra xem là mấy mét thì vuông ngay bằng là này. Đấy, từ đây xuống rồi chứ. Rồi, từ đây ra. Là trộn vữa để xây cái bờ sân, xây cho nó vuông vắn, sau đó thì mới bắt đầu là trộn vữa để đổ. Còn dư gạch này, mai kia em thấy là có thích xây cái gì thì xây này. Giờ anh Lành đang lấy mấy viên để xây cái bờ sân. Chẳng cả khuôn tàu. Anh Thành là chưa lại đi nấu cơm, anh rảnh là nấu cơm cho các bác. Trên này anh Lúa đang lợp cái bếp lò. Em Thánh thì đang dọn dẹp xung quanh nhà. Còn anh Lành với lại anh này là xây cái bờ sân. Rác riêng là để hết ra đây, xong mai kia nắng là khô là đốt đi cho nó sạch. Còn anh Thành thì là chuyện bếp nũng. Anh lần sau là ăn sáng này nhớ rửa bát đi nhá. Rửa xong là làm gì thì làm. Bát đũa làm xong sao mấy hôm mới ăn đấy. Nhưng phải tạo cho mình một cái thói quen như thế Thành ạ. Ăn xong là rửa bát xong cứ đi đâu rồi đi. Làm gì thì làm. Thì vậy bát đũa nó mới sạch, nó mới không đen, nó không bị ngả Thánh ạ. Ừ, đúng là, đúng là, phải,
bát nó ướt, ăn nó không không ngon. Bát nó đẹp. Để lên nắp cầm gà xong rồi giặt đi phơi đi vẫn còn dùng tốt lắm. Nó chưa rách thì vẫn dùng được mà, không phải dùng một lần là bỏ đi đâu cái găng tay này ấy. À, thì rách thì mình mới bỏ à. Không rút ra được. Anh cho vào luôn trong nhà ấy. Đây. Dán rã thế. Ồ dám giá trị rồi dám bánh thế chị. Sẵn nó mà. Gói sẽ phải cắt. Phải cắt tiền làm gì? Sống sẽ tới đây lại. Muốn nó cũng cắt. Không có đưa đi rồi. Nhấc nó lên. Làm phải nhấc luôn anh nhỉ. Khiêng cái xe rùa đấy lên anh. Có gắt tục kiếm mùa. Bây giờ em Thánh là em đang đào cái phần này là phần ống nước của bến rửa với nhà tắm, là cho chạy thẳng ra đây xuống bụi mai thế này. Phần bên em Nù là đang xây cái bậc lên nhà em Thánh. Nên nhà em Thánh là chỉ xây một bậc thôi. Xây một bậc là sẽ cao bằng cái này luôn. Trên này bền chứ? Chắc thế thôi. Để anh xem ạ. Cái đâm thì nó hay cầm cái đó. Thì bên kia anh Lùa đang vét cát. Vẽ lên ở chỗ sân.
gạch là bê hết cái bờ sắt này là cũng chẳng còn bao nhiêu đâu vậy. À, còn bến rửa nữa, chắc còn đủ thôi. Biết được xe rùa nào thì hay xe đó. Nhau. Đấy, mới đó ngày nào là bà con là cũng lại em thấy là chở vật liệu, chở cát là từng bao cát, từng gọi là bao gạch lên đây. Đấy, ngày nào bây giờ là đã chắc là trong nhà rồi. Đấy, ngày nào là đến chỗ này là còn chở bốc đầu. Tí nữa đổ luôn chỗ cái chân teng nữa. Bây giờ Thánh lấp đấy xong là đi đào chân teng nha Thánh ơi. Anh ơi, em xác thì chắc là không đủ gì đổ đây. Anh cứ đi chợ, các chị múc sao? Múc ở đâu? Không phải là lý như thế nhờ. Bà bánh. Nhựa xe thôi nhỉ. Có cái... Anh thì lúc nào cũng không đủ thì em khác tự chợ. Em khác tự chợ. Tự chợ lâu lắm nha. Chợ được hết Thánh nhỉ? Được không? Được. Này bà anh dắt con trâu nghéo về. Đấy. Cẩn thận. Sợ lắm. Bình tĩnh. Bình cảm đất. Cái đoạn này là bao nhiêu xe là cũng toàn bốc đầu ngã chỗ này thôi. Thế nó rộng quá à. Phải đi nhập cái nơi vật liệu ở xa. Bốc thứ ở một nơi. Chứ phải là phải dùng sức mới đến nơi cơ. Có cả không có chiếc nhỏ thế. Trái thì có to nha. Không chỉ sợ rồi nhỏ. Không chỉ sợ rồi nhỏ. Đúng. Có cả không có chiếc với cả thương cho. Có bây giờ sống cho nó đậu. Toàn hữu sinh. Có
đang xây cái bờ bến rửa. Đấy. Đang bắt đầu đào vữa. Thế là đào luôn là cái ống nhà vệ sinh vào hố 7 phốt. Mình làm dễ. Làm dễ phá khó à? Làm lâu phá thì nhanh chứ. Làm thì khó chứ. Nắng lên là tường bắt đầu khô đấy. Mấy hôm trước là ẩm tường còn đang ướt. Bây giờ thì anh em là bắt đầu là gạt sân. Anh em tối là rút quân về hết á? Ồ, về hết à? Chuồng lợn. Chuồng lợn đi hỏng. À, thế cần phải anh Lù về sửa đúng không? Chuồng lợn bị hỏng. Còn anh Lù bé thì hôm qua là phải về đâm vào ruộng đúng không? Thế còn anh Lù to thì về sửa chuồng lợn. Anh em làm đây tháng về mấy lần. Không biết bây giờ anh em này của em về nhiều lắm. Mà em thì vừa đây thôi, chưa đi lần nào đâu. Về hết luôn nhỉ? Vâng. Giờ anh em đang để gấp rút. Đây, phải gấp rút, không là anh em là nhà xa là về là cũng muộn đấy. Mỗi anh Lành là gần nhất thôi nhỉ, ngay đây. Và đi về nhà ấy. Mỗi anh là gần nhất thôi nhỉ. Các anh em này thì ở xa. Anh em này về chắc phải đến nhà 1 tiếng rưỡi đấy. Vâng. Anh em cứ bình tĩnh nha, không vội được đâu. Hà Nội không vội được đâu. Cái kia lại có nóc nhà, cái bên này thì lại không có nóc nhà. Đây cái kia kìa có cái chóp. Cái
Không có vừa rồi. Vâng, em đang treo vậy ấy. Vâng. Dạ. Không, nó phải chung như thế để nó chảy nước chứ anh. Mình còn đi lên đi xuống. Còn nếu mà xây vuông như này thì làm sao mà lấy đường? Đường mà, cái đấy nhỉ? Nó phải như thế. Vâng. Bây giờ thì anh Đù sẽ đánh bóng bến rửa. Thấy cái này vẫn là tông không lấy đi à? Có chứ. Để mai nắng giặt phơi khô lên. Phơi khô đó. Thánh mai giặt phơi khô nhá. Đây có nhiều à. Nhiều cũng phải giặt. Không, nhiều cũng phải giặt. Ơ. Cái nhà nào mới thì cái chuồng gà này phải dỡ đi cơ. Dỡ đấy. Nhìn nó không thật không thật quá. Cái này phải dỡ đi. Chuồng gà lôi bên kia thôi. Vâng. Đốt luôn rồi. Anh định đẩy bao. Để cái bao này đốt lửa. Cái này hôm nào gà chưa thì phải xây một cái hố đốt lửa. Ừ. Hố rác, rác. Yeah. Không được vứt rác bừa bãi như này nhỉ. Ô nhiễm môi trường. Cái này chúng ta bao nhiêu mà muốn bỏ xí đủ rồi. Thêm một tí cho nó rộng một tí cho nó. Mấy con ướt co nhỏ nhỏ cái này. Con lợn đẻ ấy à? Ừ. Hả? Thánh bảo là cái thang là hàn thôi, không hàn cố định. Hàn bên đi bên lại rồi. À. Đúng không? Đúng. Ừ. Cái kia nó là nghỉ xấu lắm. Đây nhá, cái này làm thang nhá, xong rồi em rửa sạch đi nhá. Tạo sạch đi hôm nào hàn. Anh chuẩn bị về là điện thoại là reo liên tục ấy, từ chiều đến bây giờ vợ con là gọi dục về. Không biết điện thoại của mọi người sạc ở trong kia nhỉ, hết của người này người kia rung rung. Bây giờ là mọi người tạm chia tay tại đây. Giờ là anh Đù này sẽ khác là đánh bóng nốt cái sân, sau đó thì mới về. Bây giờ là chưa có cứng là không đi vào đâu nhá Thành nhá. Không đi nhá. Ý em là nguyên cái cửa sắt này á? Anh nó đi làm
À, sợ chân mọc rêu á? À? À, thế cái này mát cao xoa qua cũng được, xoa cho nó đều. Thánh mà, thánh không ở nhà hay đi nào ấy. Vâng. Là mình thay mình. Kẻ trơn á. À. Nước này. Lại nhiều hơn. Nước tiếp đi. Thôi anh em là làm nốt nhé, chúng em về trước đây. Rồi mọi người khác làm nhá, chị về đây Thánh. Ok. Cô ba người như vậy là ngày nay thì nhà của anh em Thánh Trì đã đổ sân xong rồi. Ngày mai với lại ngày kia thì cả nhà lại đi ăn cỗ hết, ngày cỗ nhà anh Tuyển. Bây giờ thì em có là cũng xin phép là tạm dừng video ngày hôm nay đến đây thôi ạ. Rất là mong là các cô các bác là xem video thì có thể là like và chia sẻ và để lại bình luận đóng góp ý kiến. Rất hy vọng là mọi người xem được video này thì có thể cho chúng em một đăng ký kênh. Hy vọng là kênh này sẽ càng ngày càng phát triển và có thể lan tỏa được nhiều yêu thương hơn nữa. Anh hôm nào ra suối chở cát đi, sau sang em mình đổ cái này. Nhá. Đổ cho nó sạch. Hôm nào em cứ ra suối gom vào đống đi, xong rồi có thì anh chở giúp cho nhá. Cho nhanh. Chỗ này tầm 20 bao cát thôi mà. Đầu tiên tài khoản chắc là 70 phân đưa thôi. Giờ thì em có là xin phép là kết thúc video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Quả La Linh.